top những món đồ mà có thể bạn sẽ cần khi vẽ. Phần 2, những chiếc túi cuộn bút. Nếu như bạn thích trải dài các cây bút hay là cạo ra trên một mặt phẳng để dễ lựa thì đây sẽ là một trong những lựa chọn của bạn. Túi bút được may với chất liệu canvas dày dặn, gia công đường kim mũi chỉ cũng rất là cẩn thận. Bề ngoài thì chắc mọi người nhìn clip cũng thấy được sự đa dạng của em này rồi đúng không? Từ hình vẽ cho tới trơn basic luôn. Đặc biệt đối với các bạn thích mang đi đâu đó đi đây thì em này hơi bị tiện, có đủ các size từ nhỏ vừa đến lớn nha. Tùy theo số lượng bút mà mọi người cần đem, thậm chí là có loại có một ngăn kế bên để đựng tẩy nè, thước nè, vân vân. Theo dõi làm để xem còn gì hay ho nữa không nha.